Xin chào tất cả các bạn nhé. Mạnh Phát về lô Zoomer thì đã bán hết sạch cho mọi người nha. Và lô Zoom xe ngày này thì chỉ còn là 3 con thôi. Đây là 4 con nhưng con này đã có người đặt tiền rồi nha mọi người nhé. Mai mình sẽ đi giao. Còn lại 3 con này thôi. Tức là còn có 2 đen 1 trắng nữa là hết thôi. Lô xe này là rất là hời nha mọi người nhé. Bởi vì là đồ nó quá xịn luôn. Toàn bộ là linh kiện nhập khẩu. Và xe đã đầy đủ hết đăng ký biển rồi nha mọi người nhé. Đây, đi rất là bốc. Mà nhìn những cái đồ nó, mọi người nhìn những cái đồ công tắc của nó này, là hàng cao cấp nha mọi người nhìn này. Đây, mặt đồng hồ hiển thị rõ luôn này. Số này, 3 này, 1 này, 2 này. Đấy, khóa từ đầy đủ hết nhá. Và mở cốp thì sẽ mở trực tiếp vào đây luôn này mọi người này. Đấy, rất là tiện. Đây, đăng ký biển luôn này. Đây, con này biển cực đẹp luôn. Mọi người nhìn này, đăng ký năm 2020 nhá. Này, tháng 6 2020 luôn. Xe mới tinh mà, biển đăng ký đầy đủ, mua về chỉ việc đi luôn. 88MD8-06610. Xe rất là đẹp đây, anh có thể sẽ quay cho mọi người xem đi. Xe cực kỳ đẹp nha mọi người nhá. Đấy. Có cũng mấy con này có cốp thôi nhá. Còn mấy con này là sẽ không có đâu mọi người nhá. Nó sẽ có cái này thôi. Đấy, tựa lưng thôi. Xe cực đẹp luôn. Ngoại hình cực kỳ đẹp. Mà xe đi chắc chắn lắm mọi người. Quá chất. Đấy. Con này nghe đâu là lúc nhà sản xuất về á thì được bán với giá là 16.500.000. Mà bây giờ Mạnh Phát bán cho mọi người với giá là 10 triệu mà bao ship toàn quốc thì mọi người thấy thế nào ạ? Quá hời đúng không ạ? Đi con này thì cực phê luôn. Siêu bốc. Mọi người ạ, đi rất là thích luôn. Đây. Bốc và xe nha mọi người nhá. Đi rất là sướng này. Đèn là đèn LED nhá, có cả nước cảnh báo nguy hiểm này. Tức là một lúc là nháy cả đôi xi nhan luôn. Đấy, tức là công nghệ toàn công nghệ hiện đại mà bây giờ nhiều xe mới trang bị nha mọi người nhá. Đây, những cái đồ này từ cái cụm công tắc các thứ này nó đều dày dặn và có cả rắc sạc điện thoại. Anh nó sẽ quay cho mình xem, quay đây cho mọi người xem. Đây này, rắc sạc điện thoại này. Đấy, điện thoại để đây và có rắc sạc luôn nhá mọi người nhá. Đây này, nhìn này. Đấy, con này có cả khóa cổ ấy. Đây. Khóa cổ luôn nhá mọi người nhá. Ngoài khóa từ có thêm cả khóa cổ nhá mọi người nhá. Nói chung là xe quá chất và đẹp luôn. Mà rất tiếc là chỉ còn có 3 cái thôi mọi người, đây chỉ còn có 3 cái thôi. Màu đen và màu trắng, đen thì còn 2 cái, màu trắng thì còn 1 cái thôi. Là hết rồi, đúng là mọi người phải hình dung như này. Để mà săn được những cái hàng này rất là khó nhá. Hàng giảm giá như này rất là hiếm. Nên là mọi người phải sở hữu nhanh như lô Zoomer về 7 cái bán trong vòng đúng 1 ngày. Không còn cái nào cả. Đấy, lô này thì chỉ còn 3 cái thôi nhá. Cũng bán nhiều rồi mọi người, bây giờ chỉ còn có 3 cái này thôi. Mạnh Phát quay nốt lên để mọi người biết. Đấy. Nói chung là anh em cũng nhiều anh em hỏi lắm nhưng mà nó không có nhiều ấy để chia sẻ cho anh em ấy. Đây, màu đen cũng rất là đẹp nha mọi người nha, màu đen rất là đẹp đấy. Nói chung là toàn hàng chất lượng thôi. Đấy, mọi người ạ. Thì mọi người mà có nhu cầu mua thì alo cho Mạnh Phát nha. Qua số điện thoại là 085 993 4 số 1 ở cuối nhận đây, cửa hàng của mình đây. Mọi người bảo là không thấy cửa hàng của mình đâu, cửa hàng của mình đây. Mọi người theo dõi là đều biết mà đúng không ạ? Là cái lô cáp ao qua quay Mạnh Phát cũng đã bán được rồi nha mọi người nha. Thế thì mọi người có nhu cầu muốn mua xe thì alo cho mình nhé. Điều kiện để mua xe này là đặt cọc trước 1 triệu mọi người nhé. Mọi người sẽ đặt cọc trước 1 triệu rồi nhận xe thì thanh toán nốt nhé. Đấy, Mạnh Phát sẽ gửi hàng toàn quốc cho mọi người với giá là 10 triệu là bao ship toàn quốc nhé mọi người nhé. Đấy, chỉ còn có 3 cái thôi nên anh em nhanh tay nhé. Ai có nhu cầu thì nhớ alo cho mình nhé. Số điện thoại của mình nhắc lại này, 085 993 4 số 1 ở cuối nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.